Công ty Lê Quốc xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm của không khí. Model là 800015. Hãng sản xuất là Spur Scientific. Ở trên mặt đồng hồ có các thông số như sau: 32.3% độ C và chữ in cho biết rằng là nhiệt độ của cái môi trường đặt cái đồng hồ này, 5.3 độ C và ký hiệu là out là nhiệt độ của cái ly nước lạnh này. Nó đo bằng cái cảm biến bên ngoài và cái cảm biến này được nối với máy bằng một cái dây dài 1,4 m. 54% RH này là độ ẩm của môi trường đặt máy này. Bên này là khu vực đồng hồ và có chức năng cài đặt báo thức. Hai cái biểu tượng này cho biết được rằng là báo thức đã được kích hoạt. Đồng hồ sẽ thể hiện được giờ, phút, ngày, tháng, nút minh max, để hiển thị và ghi nhận giá trị đo lớn nhất. Để xóa cái giá trị cũ thì mình bấm nút reset, min để ghi nhận và hiển thị cái giá trị đo nhỏ nhất. Để xóa giá trị cũ, bấm nút reset. Mặt sau của máy chúng ta ghi nhận đây là lỗ đinh treo tường. Nút chuyển đổi đơn vị nhiệt độ giữa độ C và độ F. Nút mode và nút adjust này là để điều chỉnh đồng hồ. Đây là cái chân để bàn, đây là học pin. Đồng hồ này sử dụng một pin 3A. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng.